Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Lexus LX570 là biểu tượng của giới thượng lưu ở Việt Nam. Đứng trên đỉnh của giải sản phẩm của Lexus tại Việt Nam, LX570 là biểu tượng cho sự giàu sang và địa vị của chủ sở hữu. Lexus LX570 là một hiện tượng khó giải thích tại Việt Nam. Phiên bản mới nhất ra mắt năm 2015, tính đến nay đã trải qua 4 lần điều chỉnh giá, nhưng trong 4 lần ấy chỉ có một lần duy nhất được giảm 230 triệu đồng, còn lại là tăng giá lần cao nhất tới 2,3 tỷ đồng, tức là gấp hơn 10 lần. Nếu cụ thể hóa giá xe Lexus LX570 thành một đồ thị thì chúng ta có một đồ thị hướng lên một cách rất ổn định. Giá niêm yết của Lexus LX570 đang trên đỉnh ở mức 8,34 tỷ đồng. Làm một phép so sánh đơn giản, mẫu xe Nhật Bản cao hơn tất cả các đối thủ đang phân phối chính hãng về giá, từ Mercedes-Benz GLS khởi điểm 4,149 tỷ đồng cho đến BMW X7 7,499 tỷ đồng. Người Việt thường mô tả giá xe Lexus LX570 bằng hai chữ phi lý, nhưng càng phi lý hơn khi mẫu xe có giá bán cao nhất lại có kết quả bán hàng vô cùng ấn tượng so với các đối thủ. Dĩ nhiên, để có kết quả bán hàng tốt như vậy, Lexus LX570 phải có sức hút đặc biệt. Người mua Lexus LX570 không đặt nặng danh sách công nghệ hay là quan trọng với hệ thống đèn pha khi bước vào showroom, điều họ quan tâm nhất vẫn là tính biểu tượng. Nếu mà ông chủ sở hữu Lexus LX570, chiếc xe sẽ thay ông tuyên bố về đẳng cấp trong xã hội. Và ông cũng chẳng mất thời gian giải thích đây là xe gì, của hãng nào, vì Lexus đã quá quen với người Việt mỗi khi họ mường tượng ra chiếc xe mơ ước của mình. Lexus LX570 cũng là thông điệp ngầm đối với đối tác, vì lẽ đơn giản, sở hữu một chiếc xe có giá bằng cả một căn biệt thự nhà đất không hề đơn giản, chủ nhân của nó hẳn phải là một người xuất chúng. Dĩ nhiên, ngoài tính biểu tượng, mẫu SUV hạng sang Nhật Bản không giống tuếch. Đứng trước LX570 khó có thể dùng khái niệm đẹp xấu để nhận xét, nhưng bất cứ ai cũng phải gật đầu thừa nhận vẻ bề ngoài tráng lệ của chiếc xe. Nếu Lexus LX570 là căn biệt thự di động thì lưới tản nhiệt là cánh cổng. Lưới tản nhiệt kích thước lớn từng gây tranh cãi khi ra mắt, nhưng sau nhiều năm các kỹ sư Lexus chứng minh họ đã đúng khi đặt cánh cổng lớn xứng tầm với căn biệt thự của họ. Lexus LX570 có chiều dài lên tới hơn 5m, đủ sức thuyết phục những người thích vẻ đồ sộ. Mâm xe đa chấu làm bằng hợp kim kích thước 21 inch cân đối với tổng thể. Người vẽ lên Lexus LX570 chắc hẳn có tư duy tốt về thiết kế xe hơi. Khi nói không với những đường gân chồng chéo, mọi thứ được sắp đặt rõ ràng mạch lạc, giúp vẻ đẹp của chiếc xe bền với thời gian. Theo một chuyên gia trong ngành xa xỉ phẩm, ngoài giá trị thực, mỗi sản phẩm của thương hiệu hạng sang bán ra thị trường phải gắn chặt với một niềm tin mà hãng muốn truyền tải và sự tự hào khi sở hữu. Nếu làm tốt, số tiền in trong hóa đơn không còn quan trọng với khách hàng đủ giàu có. Với giới thượng lưu Việt Nam, mua 2-3 chiếc xe xếp trong gara không phải là vấn đề lớn, nhưng hầu hết có tâm lý sở hữu một chiếc xe đáp ứng mọi nhu cầu. Mẫu xe sang Nhật Bản có thể lộng lẫy ở sảnh khách sạn 5 sao, nhưng vẫn có thể lừng lững tiến vào những bãi than đen nhẻm hay một công trường khai thác đá vôi màu xám cho. Ở bất cứ đâu, LX570 luôn làm tốt vai trò của mình. Các kỹ sư của Lexus ưu ái áp dụng công nghệ khi nén để có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt cho chiếc xe LX570, gầm xe hạ thấp khi đi trên đường trường nhằm tăng độ bám và tự điều chỉnh độ cao từng bánh xe trong trường hợp gặp địa hình phức tạp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, xe còn có sẵn chế độ lựa chọn đa địa hình, đủ sức đặt chân tới nhiều ngóc ngách trên quả địa cầu, từ bề mặt bùn cát đá đất cho đến bề mặt tuyết. Tính năng hỗ trợ vượt địa hình có thể tự động điều chỉnh chân ga và chân phanh ở tốc độ thấp, người lái chỉ cần tập trung điều khiển vô lăng. Màn hình hiển thị đa địa hình panorama cung cấp nhiều góc nhìn hiển thị trên màn hình giải trí trung tâm, thu thập thông tin từ hệ thống camera 360 độ. Người ngồi sau vô lăng LX570 có thể tận hưởng tới 6 chế độ lái Normal, Eco, Comfort, Sport, Sport Plus và Customize. Cảm xúc mang lại trải rộng từ nhẹ nhàng tới cực đoan, xe gắn khối động cơ V8 5,7 lít hút khí tự nhiên VVT-i kép cho công suất cực đại 362 mã lực tại 5.600 vòng phút và mô men xoắn 530 Nm tại 3.200 vòng phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AVD. Khối sắt nặng hơn 2,7 tấn vẫn đủ sức tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,7 giây trước khi đạt ngưỡng 260 km/h. Với giá 8,34 tỷ đồng, Lexus LX570 đủ những công nghệ an toàn tân tiến nhất, gồm chống bó cứng phanh đa địa hình, kiểm soát hỗ trợ lực lái biến thiên, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ vào cua,
hỗ trợ đỗ xe tự động và hệ thống 10 túi khí. Ở phiên bản mới nhất dành cho thị trường Việt Nam, xe có thêm tính năng cảnh báo điểm mù, kèm cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Đẳng cấp, đa dụng và an toàn, Lexus LX 570 còn một đặc quyền nữa là giữ giá. Quan niệm xe Nhật bền bỉ và dễ sửa chữa của người Việt giúp những chiếc xe đến từ xứ sở mặt trời mọc vẫn còn nhiều giá trị sử dụng sau nhiều năm. Nếu không phải là nhà đầu cơ xe hiếm, chẳng ai mua xe để đầu tư sinh lời. Nhưng chiếc xe bản thân đang sử dụng mất giá chậm trên thị trường thì chắc chắn cũng được coi là niềm vui dù là ít hay nhiều. Với 30 năm lịch sử, Lexus đủ kinh nghiệm hiểu rằng những ông chủ giàu có không dành phần lớn thời gian ở ghế lái. Chỗ ngồi của họ là ở hàng ghế sau, vì thế vị trí này là êm ái hơn bất cứ mẫu xe nào khác cùng phân khúc SUV full size hạng sang. Ghế bọc da cao cấp có thể chỉnh điện để tìm tư thế thoải mái nhất. Tựa tay trung tâm có bảng điều khiển riêng biệt, có thể tùy chỉnh nhiệt độ và chức năng sưởi hoặc là làm mát ghế. Ông chủ ngồi ở ghế sau có thể duỗi chân ngả người giải trí với màn hình tinh thể lỏng 11,6 inch đặt ở tựa đầu ghế trước. Màn hình này tự động tối ưu hóa độ tương phản khi hiển thị và rèm che nắng phía sau, bảo đảm sự riêng tư cho người ngồi. Hệ thống âm thanh vòm 19 loa Mark Le Vision 3 chiều là trang bị tiêu chuẩn. Người có thói quen tận hưởng âm nhạc trong lúc nghỉ ngơi, thư giãn sẽ thích trang bị này. Dường như nguồn gốc Nhật Bản đã giúp cho hãng Lexus hiểu được sở thích trầm lặng của giới thượng lưu Á Đông. Khoang cabin ốp gỗ Shimamoku tông màu tối ở nhiều chi tiết, từ vô lăng, bảng táp lô, táp pi cửa, da màu nâu dùng để bọc ghế, nhôm màu tối được dùng để chế tác nút bấm, núm xoay, tất cả tạo nên một không gian ấm cúng đặc biệt. Lexus LX 570 được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Đồng hồ thời gian analog đặt ở chính giữa bảng táp lô là chi tiết thể hiện tính sang trọng. Bên cạnh đó là hệ thống hiển thị thông tin lên kính lái HUD, đèn LED cảm ứng trần xe, sạc không dây cho thiết bị thông minh và hộp làm lạnh ở ngăn chứa đồ trung tâm hàng ghế trước. Ở phía trên, cửa sổ trời một chạm mang đến cảm giác thoáng đãng khi cần thiết. Hệ thống điều hòa của Lexus Climate Concierge, 4 vùng độc lập cũng đáng chú ý khi có thể quản lý nâng cao dòng khí, hệ thống sử dụng cảm biến để phát hiện có người ngồi ở hàng ghế phía sau hay không, nếu không có hệ thống chủ động tắt điều hòa phía sau để gia tăng dòng gió điều hòa cho hàng ghế trước. Đó là những gì mà Lexus LX 570 mang tới cho vị chủ nhân thực sự của mình. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.